Chào mừng các bạn đã đến với kênh ống kính hậu trường và sau đây là chuyên mục tin tức tổng hợp của ngày 13 tháng 3. Duy Khương làm rõ nghi vấn bị đàn anh chèn ép, hé lộ hậu trường dàn dựng scandal ảnh thờ tiara. Harry quân đáp trả cực cắt khi bị chỉ trích chuyện làm từ thiện. Nhà tỷ phú Hạnh Nguyễn lại có thêm một nàng dâu tài sắc không thua kém Hà Tăng. Sốc, giám khảo Miss MIQ Nguyễn Huỳnh Như tuổi thật bao nhiêu mà ai nghe xong cũng ngỡ ngàng. Ekip Hương Giang bị TikToker tố dàn dựng vụ cãi nhau Huỳnh My, Quỳnh Châu. Duy Khương làm rõ nghi vấn bị đàn anh chèn ép, hé lộ hậu trường dàn dựng scandal ảnh thờ tiara. Tưởng chừng drama giả phim của Trấn Thành sẽ khép lại nhưng loạt động thái được cho là mỉa mai thầy cũ của Duy Khương tiếp tục dậy sóng. Từng viết lời cảm ơn đàn anh và ưu ái gọi bằng thầy, nay lại chối bỏ mối quan hệ rồi mỉa mai khiến Duy Khương nhận chỉ trích ăn cháo đá bát. Và mới đây Duy Khương đã có một buổi phỏng vấn độc quyền, anh đã chia sẻ về những bí mật đằng sau hậu trường và những thắc mắc của khán giả. Khi được hỏi về việc sau khi đăng quang cuộc thi, khán giả không thấy cái tên Duy Khương ít xuất hiện ở các game show, có ý kiến cho rằng bạn bị chèn ép, Duy Khương đã trả lời: "Khi tôi nghe cụm từ này tôi hiểu và thật sự rất đau xót, ở ngành nghề nào từ chèn ép cũng không nên xuất hiện. Tôi nghĩ người mạnh nên có tấm lòng bao dung, giúp những người yếu hơn để đi lên, đây là nghề cống hiến, chúng ta phải cùng nhau cống hiến. Sau cuộc thi tôi nhận rất nhiều lời mời, tuy nhiên, có một số chương trình rất thu hút khán giả, tôi không được tham gia chung. Nhưng nói mọi người hay nhà sản xuất game show hot đó bởi không thích tôi hay là không mời thì không chính xác. Họ là nhà sản xuất rất nhiều game show, những game show khác tôi đều tham gia, chỉ trùng hợp là những game show nào đó thì tôi không được mời chung thôi. Tôi tự thấy và rất nhiều người đã nói là có đề xuất mời tôi tham gia, tuy nhiên đến ngày xếp lịch quay thì tôi nhận được phản hồi chung chung là: "Ờ xin lỗi em không được quay ngày đó, hẹn dịp khác." Những lời từ chối mà hẹn dịp khác thì có nghĩa không có dịp nào khác để ghi hình và không được xuất hiện. Vào thời điểm game show nở rộ, ai đó xuất hiện nhiều phủ sóng, dẫn tới tôi không được xuất hiện, đất diễn tôi nhỏ lại, chỉ biết diễn kịch truyền hình, quay những show nhỏ. Dần dần mọi người thấy tôi ít xuất hiện, tôi cũng bị tâm lý, không có cơ hội đi làm. Khi được hỏi về tiết mục hài có sử dụng ảnh đạo cụ là ảnh thờ in hình một nữ ca sĩ Hàn Quốc, Duy Khương có thể giải thích sự thật đằng sau tiết mục đó không? Đó là một sự cố, nói đó là scandal, tôi không nhận, sẵn đây tôi nói câu chuyện đã cũ, lần đó tôi chịu sức ép rất khủng khiếp. Bài thi đó khi tôi nghĩ ra, trao đổi với giám khảo của mình cùng khách mời, không hề có chuyện sử dụng bức ảnh thờ trên sân khấu. Tóm tắt câu chuyện của tiểu phẩm đó là một cô mất đứa con nhưng không chấp nhận sự thật nên không cho thờ trong nhà, ông chồng lén thờ đứa con ở sau bức màn của căn phòng. Khi chạy chương trình không hề có, tiếp tục chạy chương trình với những tổ chức uy tín và nhà sản xuất để duyệt, vẫn không có bức hình. Tôi không biết tại sao lúc đứng diễn chính thức, khi tôi lược cái rèm ra thì lại xuất hiện bức hình. Tôi sốc trên sân khấu vì nó sai kịch bản không như ý đồ tôi muốn, không hề biết cái hình đó là của ai. Bất ngờ là tấm hình đó là của chị ca sĩ nhóm nhạc nổi tiếng thần tượng bên Hàn Quốc và tôi thề, tôi không coi ca nhạc. Tôi cũng không lấy chi tiết đó để làm bàn đạp nổi tiếng vì lúc đó tôi đã biết mình nổi tiếng rồi, dù không quán quân cũng có thể theo nghề. Đến 11 giờ sáng hôm sau, tôi mở điện thoại mới biết dân mạng cắt hình âm, chửi rủa tôi phải chết. Sau đó, đàn anh chủ động soạn sẵn status cho tôi, kêu tôi đăng lên đi, rồi mọi người cũng thôi không sao hết. Khi đọc tin nhắn đó, tôi nói: "Không được, cái này nó ghi kỳ quá, ghi vậy giống như là mình giỡn mặt vậy á, nó ghi vậy không đúng, mà thật sự anh thấy em không biết mà, em cũng không muốn có bức tranh, tại vì đứa con mất đâu có bức tranh trong nhà đâu. Tại sao lại thờ bức tranh anh biết mà, anh nói dùm em đi," anh ấy nói. Mày cứ đăng, tôi tin ảnh. Tôi nghĩ lúc đó một người tư duy khủng khiếp như vậy, thành công như vậy, anh sẽ không bao giờ nghĩ sai hay làm sai. Trong phần tin, tôi có phần thương, tôi làm theo. Khi đăng xong thì bên fanpage của anh và phía nhà sản xuất lại tiếp tục đăng một thông tin tôi bất ngờ sẽ bật ngửa. Xin lỗi khán giả vì đã tự để cho thí sinh tự ý sử dụng hình ảnh làm ảnh thờ. Một anh phía nhà sản xuất gặp tôi nói đúng một câu là anh xin lỗi, sau đó anh ấy nghỉ làm luôn. Câu chuyện biến thành một mình tôi tự làm hết. Khi liên lạc với anh quản lý của anh, tôi nói: "Anh ơi em bị chửi dữ quá, em bị sợ, em bị stress, không dám ra đường ăn cơm, em sợ quá." Anh ấy trả lời nói: "Không, anh có cách tính này kia, nhưng câu chuyện đi quá xa khỏi giới hạn, tôi chỉ biết tắt máy và không còn liên hệ được nữa." Lâu lâu tôi lại nhận được lời mời tham dự dự án tôi cũng bất ngờ, tôi không nghĩ khi tôi cần thì không nghe máy, sau này lại gọi để mời dự án tôi không hiểu. Cuối cùng anh cũng không quên khẳng định cho khán giả, tôi có lưỡng lự nên hay không nên trả lời, và chọn im lặng cách đây vài ngày. Nhưng tôi bị cư dân mạng mắng chửi suốt như vậy, tôi chỉ muốn đính chính một điều về cụm thầy, trò không đúng như tin đồn, tôi chỉ có đúng một người thầy thôi. Ngoài ra, cụm tự ăn cháo đá bát cũng không đúng về tôi. Tôi là một người đàn ông có gia đình, tôi hy vọng sau buổi nói chuyện này, không chỉ khán giả xem mà con tôi sau này cũng xem được. Tôi muốn con tôi tự hào, năm đó khi làm nghệ thuật tôi đã dũng cảm thế nào. Nếu chẳng may gặp sóng gió từ sự việc này, tôi không làm nghề nữa thì chẳng sao, tôi làm người bình thường, còn tay chân còn sức khỏe tôi có lao động được. Harry quân đáp trả cực cắt khi bị chỉ trích chuyện làm từ thiện.
Trấn Thành và Harry Won là một trong những cặp đôi đẹp của Vbiz, thành công trên con đường nghệ thuật lẫn cuộc sống hôn nhân. Bên cạnh cuộc sống màu hồng, chuyện đời tư của Trấn Thành và Harry Won cũng thường xuyên bị netizen soi cặn kẽ. Mới đây nhất, Harry Won tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của cõi mạng khi có cách đáp trả cực gắt một bình luận kém duyên. Trên trang cá nhân, Harry Won hào hứng chia sẻ về việc đã giúp đỡ các học sinh khó khăn của ngôi trường cô đã từng theo học ở Hàn Quốc. Theo đó, bà xã Trấn Thành cho biết, đây là năm thứ 4 cô thực hiện hành động ý nghĩa này. Bên cạnh những lời khen cho hành động đầy ý nghĩa của bà xã Trấn Thành, một dân mạng cũng đã để lại bình luận kém duyên. Cụ thể, người này viết, lấy tiền fan Việt đi từ thiện bên Hàn. Trước bình luận kém duyên từ một netizen, Harry Won đã lên tiếng phản pháo. Tôi nhận được sự giúp đỡ của người Hàn Quốc và mấy cô chú đó không nói phải giúp người Hàn Quốc. Mấy cô chú bảo hãy giúp cho mấy bạn cùng hoàn cảnh con và tôi trả ơn bằng cách theo lời họ tôi giúp các em gia đình Hàn, Việt và trong đó có máu Việt như mình. Theo đó, bà xã Trấn Thành phủ nhận điều này và cho rằng đây chỉ là hành động trả ơn của cô. Được biết, Harry Won từng là một cô gái có hoàn cảnh bấp bênh, nhờ có sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm mà cô nàng đã có thể tốt nghiệp chương trình giáo dục ở Hàn Quốc. Giờ đây, khi đã thành công, bà xã Trấn Thành đã trả ơn người xưa bằng cách trao tặng học bổng cho các học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn ở trường cũ. Nhà tỷ phú Hạnh Nguyễn lại có thêm một nàng dâu tài sắc không thua kém Hà Tăng. Em chồng Tăng Thanh Hà, Philip Nguyễn và Linh Linh vừa công khai hẹn hò vào tháng 8 năm 2019. Trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, mới đây, cả hai vừa công khai ảnh cưới chụp ở Đà Lạt. Theo đó, tháng 3 này, gia đình vua hàng hiệu Hạnh Nguyễn chuẩn bị có thêm một nàng dâu mới tài sắc không thua kém Hà Tăng. Tăng Thanh Hà được xem là nàng dâu tài sắc vẹn toàn. Trước khi tiến đến hôn nhân với Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà đã tự xây dựng chỗ đứng cho bản thân và sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Sau khi bước chân vào hào môn, cô dành tất cả thời gian chăm sóc con cái và hỗ trợ chồng phát triển sự nghiệp đồng thời mở cửa hàng của riêng mình. Không dừng lại ở đó, cuộc sống làm dâu gia đình tài phiệt của cô càng thêm trọn vẹn khi được ba mẹ chồng yêu chiều và có mối quan hệ gắn bó với các anh chị em. Không chỉ vậy, sắp tới đây, nhà tỷ phú Hạnh Nguyễn chuẩn bị có thêm một nàng dâu mới khi Philip Nguyễn chính thức quay thiệp cưới, chuẩn bị rước nàng về dinh. Linh Jin và thiếu gia Philip Nguyễn của tập đoàn Liên Thái Bình Dương đã hẹn hò trong khoảng thời gian 3 năm. Linh Jin là gương mặt đình đám trong làng mẫu Việt, cô từng tham gia chương trình The Look 2017. Vị hôn phu của Philip Nguyễn có vẻ đẹp không hề thua kém ngọc nữ Hà Tăng, thần thái kiêu sa và không hề vướng scandal. Sau một thời gian hoạt động nghệ thuật, Linh Jin gần như rút khỏi giới giải trí để chuyên tâm vào việc học hành. Người đẹp sang Anh du học ngành nghệ thuật tại Đại học Mỹ thuật London. Hiện tại ngoài việc kinh doanh riêng, cô còn đảm nhận vị trí giám đốc thương mại của công ty IPP Chevrolet tiêu thuộc tập đoàn IPP dây do gia tộc Jonathan sở hữu và điều hành. Hương Giang bị TikToker tố dàn dựng vụ cãi nhau Huỳnh My, Quỳnh Châu vừa qua. Vụ việc cãi nhau ngay trên sóng truyền hình của Á hậu Quỳnh Châu và thí sinh Lý Huỳnh My tại cuộc thi Miss International Queen Việt Nam 2023, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam đã gây xôn xao dư luận vì có nhiều kịch tính. Trước những lời nói thiếu tôn trọng mentor của Lý Huỳnh My, bộ phận mạng cho rằng đây là một vụ dàn xếp về kịch bản để thúc đẩy được độ nổi tiếng của chương trình đi lên. Bên cạnh đó, một TikToker có tên NHBT lên một video có nội dung cho rằng ekip của cuộc thi Miss International Queen Việt Nam 2023 đã tạo ra drama để toàn bộ những thí sinh đều trở nên nổi tiếng và biến thành gà đẻ trứng vàng cho tổ chức. Vì thái độ và cách hành xử của mỹ nhân chuyển giới Huỳnh My không hề kiêng nể ai và hiếm có thí sinh nào thể hiện cái tôi như thế trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, Hoa hậu Hương Giang dường như đã lường trước được sự việc, cô đã khẳng định trước khi bị nam TikToker bóc mẽ về vấn đề kịch bản có được sắp xếp hay không trong một livestream khi được khán giả hỏi. Chị nghĩ sao về Huỳnh My? Giọng ca anh đang ở đâu đấy anh thoải mái trả lời, đâu có nghĩ gì đâu. Mỗi người có sự lựa chọn riêng cho cách hành xử của mình, nhiều người bảo là có phải là ban tổ chức sắp xếp kịch bản không? Mọi người thử nghĩ đi, ai cũng có một cá thể riêng biệt đúng không? Người ta làm việc gì ra cũng phải suy nghĩ đến gia đình, đến mọi người xung quanh. Đâu phải mình bảo người ta làm gì thì người ta sẽ làm vậy. Riêng Hương Giang cũng đã tỏ ra vẻ không hài lòng đối với thái độ của Huỳnh My ở cuối chương trình. Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 khẳng định cách đối nhân xử thế mỹ nhân này quá tệ và không chấp nhận được. Do đó, để nói rằng sự việc vừa qua có phải là một tiểu phẩm hay không rất khó xác định, Lý Huỳnh My thuộc đội Á hậu Thủy Tiên tại Miss International Queen Việt Nam 2023. Cô sinh năm 1994, quê quán An Giang và là mỹ nhân bị ghét nhất tại đấu trường nhan sắc dành cho người chuyển giới do Hương Giang và Dược Sĩ Tiến tổ chức. Hầu như, mỹ nhân họ Lý luôn thi đấu với trạng thái lơ đễnh, bỏ ngoài tai lời hướng dẫn của mentor và thể hiện cái tôi quá nhiều.
Sau khi lời qua tiếng lại với Á hậu Quỳnh Châu, cô đã bị loại và dừng chân ở vị trí top 20. Và tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục tin tức tổng hợp của ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn các bạn vào số tiếp theo.